đường biển trên mặt nước lạ lùng, gió sang hoa ba thoại chân dung khác thường, sáng như hương chất ai chắc vui bầu diều tiên thơ túi xanh xanh. Chấm đầu hoàng vì có phép thân thần thông. Khai hoàng là dân nhà tâm cơ dân.
sông ra cử bể chiều tuyền a thấp thoáng cánh buồm xa xa thuyền này đích thực thuyền quan họa ba sức mua cha thoại để lên để nổi tiếng du pha chân bước xuồng thuyền quan họa sao quan đi trước quan du hoa voi đưa đưa quan họa thuyền dòng dòng hoa bước du hoa vẫn du đà bà xiêm bước về đêm sao cảnh thanh đô sao chữ tây hồ quan qua chùa trần quốc quan du tục tình tình di đà sắc mái treo dòng về với cha bát hải trần đông đình mặn thuyền dòng dòng hoa bước tới hội phù dân quan phù chính hoàng tử quan xa phù giáp ba về đến tây quê bóng chiều đã xế đã gác về đâu chiều sang đến tây xanh quan cắt xào từ nước quan xưa đã vài ngày quan nổi trận gió đông quan du ông mơ chiều về quan họ tứ chủ tiệm tam an du sang chùa tam trúc quan du về đến tam giang sang quan thiên về về làn đền đông quan du lãnh giang linh tự quan du đến đây là bên quan du tới bên ông ơi quan du xin ông bơ rừng xèo gác má sai quan hầu thả cầu nói lên đền quan họ xô đồng đồng đình hồ nước bạc long long lanh xuân sao sóng vỗ bên gành trắng trắng soi bắt bề tay tiên gió phát nghe chén diêu đào nhất nhất tuần tuần xưa dâng lên điện ngọc các cô đơn ơi là mời giấc mơ hoàng sư các cô đơn ơi giấc mơ hoàng sư bầu diều bước ngồi
bản thuyền bút tiên nghiêng ngọc họa vần thơ hồn lai lãng thơ quan họa bơ hỏi cung hằng nơi sao lúc mờ lúc sáng hay chẳng như thương ai bà khi huyết lại khi đời chờ anh sáng vàng thuyền đưa đi chờ anh sáng vàng khi về chắc chắn là chỉ còn đồ rượu túi thơ tàn từ bao giờ lâu rượu biến tàn từ bao giờ thì người ông tơ hẹn mai trời chắc chắn lên yêu sao duy dương ta tây tây mời ông hoàng sau về đây ông ở đó thượng đế chí tôn khâm thừa thượng đế chí mời hoàng lục nghe an biên đi ngự đồng có quá đi hoàng lục nghe sáng phàm tôi anh linh linh ý trần gian hữu cảnh nghi hữu tình cao bằng trùng khách nghi đất tiền đi có trần phàm
dòng nhạc khai quang thơm kỳ diệu khai quang xíu đàn diệt ngã thứ tăng thương giả kim phục hỏa lưng cần thành sư tiên sư sư Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phục sáng con hoàng hôm nay phục sáng con hoàng đền nhang khất đạo đăng nhang phục người chân sẽ đi con xin xa chúng sinh cô bà kim linh người hải quan chính đã là gì Ha ha ha.
con xin nam mô A Di Đà Phật. Hoa vương sắc đồng hoàng vì có phép thần thông. Sang
diệu đạo tình xuất thanh minh minh. Bắt tiên
xót ni chén rượu bạc. Trà thiết quang nâng tung sáng long long tình cá cao nâng nâng là người sức quan hòa người sư. Các con nâng nâng mời giúp quan hoàng sư. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bóng xa bạc dài vầng trăng